Vừa qua tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã trao kỷ niệm trương vì sự phát triển ngành công thương cho ông Osman Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới VKB tại Việt Nam, nhân dịp ông kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, ông Osman Dione đã kết thúc nhiệm kỳ công tác với nhiều dấu ấn và kết quả tích cực, góp phần tăng cường vào sự hợp tác hiệu quả và toàn diện giữa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới, cũng như hỗ trợ rất nhiều cho các chương trình phát triển của Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng bộ công thương và ngân hàng thế giới đã xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài đem lại nhiều kết quả đáng ghi nhận đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng như hỗ trợ cải cách chính sách ngành điện nâng cao năng lực tài chính thu hút đầu tư cho ngành điện phát triển năng lượng tái tạo huy động được các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cho tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả truyền tải và phân phối điện Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, ông Osman Dione chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu lớn mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua. Việt Nam đã thể hiện mình có những cách làm tốt nhất, ứng phó thành công với đại dịch COVID-19 trong khi diễn biến ở các quốc gia khác vẫn đang phức tạp. Bên cạnh đó, một trong những dấu mốc hết sức quan trọng, theo ông Osman Dione, là việc Việt Nam đã ký kết và phê chuẩn thành công Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu EVFTA bởi hiệp định này đóng vai trò quan trọng để giúp Việt Nam cải thiện hơn nữa hiệu quả phát triển nền kinh tế của mình.